kỵ mụn xong rồi mà nó hàng với sẹo thì mình phải cho dưỡng nha. Dưỡng thì có nhiều loại dưỡng, sau này khi mà dưỡng gì thì chị sẽ dẫn lại cho em. Bây giờ em sẽ nhìn, khi mà học xong em sẽ nhìn tình trạng da của mỗi khách hàng và em phải khai thác được là da đó khách hàng đang xài cái gì, hiện tại đang cái gì, bị sao, nguyên nhân vì sao bị cái đó thì mình mới khắc phục được. Mới coi thực tế những cái làn da, tại vì hiện tại trên thị trường rất là nhiều mỹ phẩm, mình không biết được là cái nào mà tốt hay không tốt cho da. Mình phải coi theo kinh nghiệm hàng ngày, là ví dụ mình hỏi khách là xài cái đó mà mình thấy da nó không có cải thiện thì mình phải biết mình cân đối lại thì mình mới điều trị được cho. Em thấy những cái cục u mà nó có cái phần mà mũ không à, mình cũng phải cắt được, mình lấy cái nhân ra. Có những chỗ đó người ta sẽ bỏ luôn, người ta không có làm cái đó. Thì nguyên nhân gì vậy khiến nó viêm lên, mình là mình phải nhích nhẹ lên. Có mụn thì mình cứ lấy hết để mình xức thuốc. Đứa bên kia dễ thấy hơn á, thấy không? Thấy không, đây rõ rồi. Em thấy không, những cái nhân mụn nó không có đầu, chị Hoài vẫn nhích nhẹ lên và lấy được cái nhân lên, thấy không? Thì những cái chỗ khác nó điều trị không hiệu quả là nó thấy cái đó chứ không phải là mụn, nó bỏ qua. Thì khi mà bỏ qua như vậy thì nó sẽ sót cái chỗ đó, thì về nhà nó sẽ bị viêm lên và bị lan ra. Mình là mình phải lấy dứt điểm như vậy thì da mình nó mới hết mụn được. Cái nhân mụn nó ra thôi, mụn nó với dịch ở dưới thôi chứ mình không có lấy hết, để cho cái phần nó kiểu nó có cái chức năng để mà tái tạo. Mình lấy ra hết rồi nó không có đủ để nó tái tạo. Khi mà đưa cái phần dịch ra nó sẽ có một cái nhân mụn đắng đó, là mình phải lấy được cái nhân nó ra đó. Mình cái làn da yếu như thế này mình làm sao mà vừa hết nhân mụn mà vừa tránh tổn thương nữa chứ, mình không cố đè nha, bắt buộc phải làm vậy tại vì nó nóng này nên rồi mình không làm, mình không lấy nó ra thì
không hiểu lên lấy mụn sao mà bé bị toan ghê, không kinh khủng thiệt chứ. Thì cái bạn này, cái mụn ẩn bạn này vốn chỉ là cái chân sâu rồi, lấy nó không ra được là nó sẽ viêm rất là sâu luôn á. Trời đất ơi. Dạ, nói vậy em hay nói mà. Hả? Em hay nói câu đấy mà. Ô là trời đó, thì mụn nhiều như vàng ngâm cháy gì nữa. Tôi không có dạy à. Gì cứu tôi? SOS ra tín hiệu để chị cứu nè. Cái gì hết. Nữa là toan nữa, và da chỗ này nó bị mỏng á. Nếu mà cái làn da này bên mình điều trị là phải xức một cái dạng thuốc khác. Chứ trên thị trường hiện tại mấy bạn hay xức là Eucerin nè, Megalo nè, Epidur nè, các kiểu xức lên cái làn da này là toan tiếp. Cái da này chắc kiểu mà bị tổn thương nặng nhất của mình đúng không? Chứ bây giờ có ai mà lấy mụn mà bị như vậy đâu. Luôn đi, nhiều hết khắp cái mặt luôn á. Thì cũng đi nặn mụn đấy. Cái ổ mụn như này thì không lấy được mụn ẩn. Chỉ lấy mụn viêm thôi. Đúng không? Khi mà nó xuống được mụn viêm thì mới lấy mụn ẩn. Mụn ẩn mà mụn ẩn cái vùng ngoài này này thì mình mới lấy được, còn mà cái vùng trong này này cứ lấy viêm trước, xuống viêm thì mới lấy mụn ẩn. Tại vì cái vùng da này chỗ nào nó cũng mỏng hết á. Nó u hết rồi, giờ mỏng mà mình còn đầy đẩy cái mụn ẩn ra nữa là nó rách cái da đấy liền luôn á.
Nhìn vậy thôi chứ đâu có đau bằng mấy mụn ẩn đâu. Đau. Để nhẹ nhẹ cái nó ra rồi mà. Đau không? Biết tôi mà không chịu qua tôi chữa thì rồi đi mua thuốc tùm lum la nữa vậy. Chắc có thuốc gì da mỏng nhưng mỏng 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 thì là mỏng luôn. Nó không gom được cái nhân mụn mà nó cứ bọng 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 ở bên dưới thì da em sao mà nó lành nổi. Thank you.
đối với những cái bạn mà vùng da như thế này á thì không lấy hết một lần, đúng không? Giống như là các em lấy cách xa xa ra, tại vì khi mà lấy một lần nó sẽ tổn thương. Giống như là mình đụng với cái này, mình lấy cái bên này thì nó sẽ rách một cái vùng như này luôn, chứ không phải là cứ lấy một phần bỏ một phần, lấy phần bỏ một phần, chứ đừng có cố lấy hết. Cố lấy hết là cái một cái mạng này nó thành sẹo luôn này. Thành sẹo lõm đầy luôn á, không? Tại vì khi mà chị đã lấy cách xa xa như thế này mà nó còn tổn thương như thế này cơ mà, như là như cái chỗ này này nó có nhưng mà mình sẽ không lấy. Tại vì giờ mình đang đè cái chỗ bên này rồi, đúng không? Giờ mà mình đè thêm cái chỗ bên này nữa thì cái này nó sẽ tác động vào chỗ này, thì nó sẽ đè rách cái chỗ này nữa, đúng không? Thì giờ mình cứ lấy chỗ này đi về sức thuốc, nó lành chỗ này, bắt đầu mình lấy sang chỗ này. Chứ giờ mà đang đè như này, đúng không? Rồi giờ đè thêm một chỗ này nữa là cái chỗ này này nó sẽ đè xuống chỗ này này và nó tổn thương cái vùng này nữa, đúng chưa? Không phải là mình bỏ cho khách mà mình muốn cho khách đỡ tổn thương nhất thì mình sẽ làm như vậy, và mình cũng sẽ nói cho khách hiểu. Còn ví dụ như viêm mà nó cách xa nhau thì mình có thể mình lấy hết được, chứ còn mà nó gần nhau quá thì mình không nên lấy.